Ôi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường Hai Chiều. Hôm nay mình và trợ lý đang có mặt ở buổi lễ ra mắt xe mới của Hyundai. Và ngày hôm nay thì họ đã cho ra mắt tại thị trường Việt Nam hai chiếc xe mới là chiếc Hyundai Kustin và chiếc Palisade. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với chiếc Palisade đi. Vì đây là một cái chiếc xe có rất là nhiều những cái điểm nổi bật. Và nói một chút về phân khúc thì đây là một cái chiếc xe nằm ở cái phân khúc gọi là tiệm cận xe sang. Nó sẽ cao cấp hơn so với cả một chiếc Santa Fe. Thì chúng ta sẽ cùng thấy là cái ngoại hình của nó sẽ có một cái kích thước nó lớn hơn chiếc Santa Fe. Đấy, và đây là cái phiên bản có thể nói là facelift của chiếc Palisade. Đừng thấy có vất vả không anh? Không vất vả anh à? Thì ở đây nó sẽ là phiên bản facelift. Trước đây thì ở Việt Nam không phải quá phổ biến, nhưng chúng ta đã có thể thấy được những cái chiếc xe Palisade xuất hiện tại thị trường Việt Nam rồi. Thì đây là cái phiên bản facelift. Các bạn sẽ thấy là cái phần mặt ca lăng được thiết kế lại hoàn toàn. Và ở trên cái phiên bản mà được bán tại Việt Nam, cái phiên bản đang trưng bày ở đây, thì cái phần mặt ca lăng này nó sẽ được sơn màu đen. Theo như mình biết ấy, thì nếu như mà ở những cái thị trường nước ngoài, ví dụ như kiểu là ở Mỹ chẳng hạn, thì những cái phiên bản gọi là sport, phiên bản thể thao thì sẽ có cái phần mặt ca lăng màu đen đi cùng với một cái phần mâm màu đen. Còn sẽ có những cái phiên bản mà sử dụng cái phần mặt ca lăng này là chrome. Nhưng mà cá nhân mình thì mình sẽ thích cái chi tiết như thế này hơn, nhìn nó liền mạch và nhìn nó khỏe khoắn hơn. Và đi vào cái phần thiết kế đèn, các bạn sẽ thấy là nếu như mà nói về cái thiết kế chung ấy, thì nó vẫn sẽ mang hình dáng của một chiếc Palisade và nó sẽ chung ngôn ngữ thiết kế với cả những cái chiếc Santa Fe. Nhưng mà chúng ta sẽ có phần đèn xi nhan ở đây làm rất là đẹp. Đó, xi nhan làm rất là đẹp. Và ở phía dưới thì chúng ta sẽ có ba cái bóng projector, hệ thống đèn chiếu sáng và cái đường giải LED định vị. Nó sẽ là một cái phần đặc trưng của chiếc Palisade, nó sẽ vuốt dọc theo cái phần đầu xe như thế này. Dự đây sẽ là một cái thiết kế mà chúng ta sẽ thể hiện rõ được cái độ sang chảnh của chiếc xe này nếu như mà so sánh với cả một chiếc Santa Fe. Rồi chúng ta sẽ đi về phần thân xe đi để xem là nó có cái gì. Mỏi tay không anh? Không mỏi. Ok anh. Trong công việc mà. Ở đi phần thân xe thì các bạn thấy là cái mâm của chiếc Palisade sẽ được trang bị mâm là 20 inch, rất là lớn. Và thiết kế nó khá là đẹp. Thực ra thì cái thiết kế mâm của Palisade nó có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Nhưng mà cái phiên bản Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mâm như thế này. Nhìn nó sẽ kiểu góc cạnh, nó cứng cáp. Thực ra cá nhân mình sẽ thích có thêm một cái option là cái phần mâm nó nhiều chấu, giống như là ở trên cái phiên bản ở bên Mỹ ấy. Cái thiết kế này nó cũng rất là đẹp. Xi nhan ở trên phần gương thiết kế cũng rất đẹp. Đó, chúng ta sẽ có thêm một cái chấm xi nhan ở đây để cho những cái người mà ở phía đằng sau khi mà muốn vượt cái chiếc xe của chúng ta lên thì có thể quan sát được cái phần xi nhan này. Nhưng mà trên phần gương thì sẽ là dải xi nhan. Đó, nhìn nó rất là đẹp. Đến đuôi xe. Thực ra nếu như mà để so sánh với cả cái phiên bản gọi là pre-facelift, trước facelift của Palisade, thì cái phần thiết kế nó không thay đổi quá nhiều. Đặc biệt là cái phần đèn hậu này thì nó vẫn sẽ như vậy, nó không có nhiều những cái sự thay đổi. Nhưng mà mình nghĩ là với Palisade thì thiết kế đuôi xe nó khá là đẹp rồi, cho nên là cũng không cần thiết là phải thay đổi. Thì ở đây các bạn sẽ thấy được một cái chi tiết là cái logo Hertrack và 2.2D. Thì có nghĩa là chiếc xe này sẽ được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh. Toàn thời gian thì không hẳn, nhưng mà là dẫn động 4 bánh và hệ thống và động cơ là động cơ 2.2 dầu. Thì mọi người nếu như mà quan tâm đến cái chiếc xe này sẽ biết là nó sẽ có thêm một cái phiên bản là máy 3.5 V6 hoặc thậm chí là máy 3.8 V6. Nhưng mà chắc chắn là những cái phiên bản đấy ở Việt Nam mình nó khá là dư thừa. Nó rất là tốn xăng, nó thuế nó cao hơn. Nên là mình nghĩ là cái phiên bản sử dụng cái này là hợp lý. Và hai nữa là chỉ có phiên bản máy dầu ấy thì các bạn mới được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh mà thôi. Còn nếu kể cả thị trường nước ngoài cũng như vậy, nếu như các bạn sử dụng máy xăng, các bạn sẽ chỉ có hệ thống dẫn động cầu trước. Và cái con số thì cái công suất đầu ra của khối động cơ này nó rơi đâu loanh quanh khoảng gần 200 mã lực, thì nó cũng tương đương như là cái khối động cơ ở trên chiếc Santa Fe chúng ta đã khá quen thuộc rồi. Và nó sẽ đi cùng với cả một cái hộp số 8 cấp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong nội thất đi. Đây mới là cái mình nghĩ là cái điểm key point đáng nói của chiếc Palisade so với những chiếc xe khác trên thị trường bây giờ. Đây là nội thất của Hyundai Palisade. Cái đầu tiên chúng ta phải nói về cái chiếc xe này bên trong nội thất, đó chính là về không gian. Bản thân từ cái Santa Fe đã là một cái chiếc xe có không gian nó rất là thoải mái dễ chịu rồi, nhưng mà với một cái chiếc xe với kích thước to hơn như Palisade thì chắc chắn là cái không gian ngồi nó thích hơn rất nhiều. Và cái thứ hai nữa là vừa mới ngồi lên xe các bạn sẽ cảm nhận ngay cái phần ghế của Palisade ngồi rất thích. Thứ nhất là nó to, và cái thứ hai được là người chúng ta có thể chìm được vào bên trong và nó khá là ôm người, đệm nó cũng rất là êm. Thế cho nên là vừa mới ngồi lên là mình có thể có cảm tình ngay được với cả cái phần ghế ngồi của chiếc xe này rồi. Đó, ngồi rất là thích, cực kỳ thích.
Và nếu như mà các bạn nhìn vào cái phần khu vực gọi là mặt tablo hay là kể cả những cái khu vực điều khiển trung tâm này thì các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc, nó có một cái ngôn ngữ thiết kế chung của những cái dòng xe Hyundai gần đây. Chúng ta sẽ có một cái phần màn hình nối liền từ bên phần đồng hồ hiển thị thông tin cho tới phần màn hình giải trí. Và cái phần màn hình giải trí này thì thực ra mình hiện tại đã không bật được xe, nhưng mà giao diện của nó thì các bạn có lẽ cũng đã khá quen với cả những cái giao diện của màn hình giải trí trên Hyundai rồi. Và cái vô lăng ở đây chúng ta sẽ có một cái phần vô lăng gọi là thiết kế vô lăng mới của Hyundai. Sẽ có những cái chức năng ví dụ như là Adaptive Cruise Control, những cái tính năng an toàn. Ví dụ như là tự động phanh này, rồi giữ làn đường này, rồi chọn khoảng cách các thứ vân 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 vân. Những cái này thì đặc biệt là ở trên một cái chiếc xe như kiểu Palisade thì tất nhiên là nó sẽ phải có rồi. Và cái thiết kế vô lăng này thì các bạn sẽ thấy là nó là một cái thiết kế vô lăng mới, kiểu như ở trên chiếc Tucson. Đi tới phần điều khiển điều hòa thì Hyundai Palisade có một cái phần màn hình điều khiển điều hòa được đặt tương đối là thông minh. Theo mình thấy thì nó khá là hay, và mình khá thích cái thiết kế kiểu như thế này của Hyundai từ Santa Fe. Những cái nút bấm này nó rất là dễ sử dụng, và nó là những cái nút bấm vật lý, nó rất là dễ sử dụng và cảm giác cầm nắm cũng khá là tốt. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái nút để điều chỉnh các cái chế độ lái. Xe có rất nhiều chế độ lái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chế độ lái này. Comfort thì là dễ chịu, Snow đi tuyết, Mud đi bùn, Sand đi cát, Smart là cái chế độ mà nó sẽ tự điều chỉnh cái thao tác lái của chúng ta tùy vào cái khả năng và cái điều kiện lái xe. Sport, thể thao với Eco là tiết kiệm, rất nhiều chế độ lái. Đó, và cái nút bấm này là các bạn có thể điều chỉnh được về cái terrain. Theo mình phán đoán thì nó là ảnh hưởng can thiệp đến cái hệ thống dẫn động 4 bánh. Rồi chúng ta có Auto Hold và một cái vị trí nút bấm số khá là quen thuộc của Hyundai rồi. Và nói về cái phần vật liệu thì những cái vật liệu cảm giác sờ vào nó cũng gọi là cao cấp. Nếu như mà so với cả những cái dòng xe thấp hơn của Palisade như kiểu là Santa Fe thì ở trên Palisade những cái vật liệu này sờ, cảm giác sờ vào nó sẽ cao cấp hơn so với cả những chiếc xe còn lại. Nó sẽ có một cái bệ tì tay bên trong, không gian khá to đấy. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc Type-C, một cái cổng sạc đầu và sạc không dây thì ở đây. Và nếu như mà các bạn muốn cắm Apple CarPlay hay là Android Auto thì các bạn sẽ phải sử dụng một cái cổng cắm ở đây. Nhưng mà cổng cắm này thì nó lại là USB-A, không phải USB-C. Rồi, và ngoài ra ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là những cái nút sưởi ghế này, làm mát ghế này, sưởi vô lăng cho cả hai ghế, ghế lái và ghế phụ thì cũng sẽ đều xuất hiện ở đây. Đó, cũng hơi tiếc một chút là mình chưa bật được xe, nhưng mà lát nữa trong cái lúc trải nghiệm lái thử thì có lẽ là mình sẽ tranh thủ mình vọc vài cái chiếc xe này một chút. Và chúng ta sẽ đi ra hàng ghế thứ hai đi. Thằng ghế thứ hai ngồi mới sướng. Và ở hàng ghế hai thì ở đây là phiên bản gọi là ghế Captain. Ra Palisade thì có tới 4 phiên bản cơ. Thì họ có chia ra là phiên bản cao cấp và phiên bản gọi là tiêu chuẩn. Thì mỗi một cái phiên bản cao cấp với vẻ tiêu chuẩn thì đều có option là dành cho ghế 7, gọi là 7 ghế hoặc là 6 ghế là ghế Captain. Thì cái phiên bản mình đang ngồi ở đây là phiên bản 6 ghế. Chúng ta sẽ có điều hòa 3 vùng và ở hàng ghế 2 thì sẽ có một cái vùng điều hòa riêng. Đó, và thậm chí là chúng ta còn có làm mát ghế và sưởi ghế cho cả hai ghế Captain ở hàng ghế thứ hai. Cổng sạc thì sẽ có một cổng sạc tàu ở đây và hai cái cổng sạc USB Type-C ở ngay cái phần ghế trước. Cái thiết kế này thì chúng ta thấy khá quen thuộc rồi. Từ trước đây là những cái chiếc xe kiểu Kia thì họ đã có những cái thiết kế như thế này. Rồi còn với vị trí của ghế Captain thì cái thứ nhất là đó, ghế ngồi rất thích. Cái này thì chắc chắn rồi, đặc biệt là ở trên một cái phiên bản chú trọng về cảm giác ngồi như là Palisade thì chúng ta sẽ có một cái phần ghế ngồi thoải mái, ôm người và không gian nó rất là dễ chịu. Khoảng chân, khoảng đầu tôi không phải bàn rồi. Và ghế ngồi rất là thích, thực sự ghế ngồi rất là thích. Và nếu như các bạn lựa chọn mua cái phiên bản 6 ghế thì chắc chắn đây sẽ là một trong những cái điểm quan trọng nhất để chúng ta lựa chọn. Bên cạnh ghế sẽ có một cái túi để đồ, phía trước một túi để đồ và hai cup holder cho mỗi một cánh cửa. 1, 2, đó. Và bên đằng sau thì chúng ta cũng sẽ có rèm để che nắng. Đó. Thực sự thì đây sẽ là những cái trải nghiệm giống như một cái chiếc xe sang. Mặc dù chúng ta nói Palisade là một cái chiếc xe sang thì nó sẽ hơi quá, nhưng nó sẽ đem lại được những cái trải nghiệm thoải mái, comfort, dễ chịu và tiện nghi, gần như tương đương như một chiếc xe sang rồi. Thực sự thì mình không có gì để mà chê về khoa hàng ghế hai này cả. Điều hòa sẽ có hai cửa gió điều hòa ở trên đầu, có đèn đọc sách. Và đằng sau nữa thì sẽ là hàng ghế thứ 3.
Nó sẽ chui vào hàng ghế thứ ba để xem là không gian ngồi của nó như thế nào. Muốn gập ghế xuống thì rất là dễ thôi, đúng rồi. Thao tác rất là đơn giản. Bấm một nút bấm ở đây. Đó, và ghế nó sẽ tự động trượt lên. Mình sẽ chui vào đằng sau để mình ngồi thử cái hàng ghế thứ ba của chiếc xe này. Ok. Chắc là lùi được thêm một xíu nữa nhưng mà đại khái nó là như thế này. Thực ra thì nếu như mà ở trước hàng ghế 2 nó là ghế captain 2 ghế thì chắc chắn là cái không gian ở phía đằng sau chúng ta sẽ thoải mái hơn. Ít nhất là nếu như mà các bạn chân dài, các bạn có thể duỗi chân ra ở giữa như thế này thì nó sẽ giải quyết được kha khá về vấn đề không gian. Còn nếu như mà chúng ta sẽ ngồi gọn gàng ở trong khu vực ghế hàng ghế thứ ba thì mình thấy là bên cạnh cái việc là cái sàn nó hơi cao và cái đầu gối chúng ta sẽ hơi bị đặt cao, tư thế ngồi này ngồi lâu nó sẽ hơi mỏi một xíu, thì không gian như thế này là khá tốt đấy. Để giữ không gian hàng ba như thế này là khá tốt. Và nếu như mà để nói là nhà có hai trẻ em này và bốn người lớn ngồi kín một cái xe như thế này thì mình nghĩ là sẽ không vấn đề gì đâu. Nếu như mà trẻ con ngồi vào cái hàng này, các cháu khoảng tầm 6-7 tuổi ấy, thì ngồi nó rất thoải mái, không có vấn đề gì cả. Đằng sau chúng ta sẽ có hai cup holder cho mỗi bên. Và mỗi bên cũng sẽ có một cái cổng sạc USB Type-C. Điều hòa ở phía đằng sau này cũng có luôn, hai cái cửa gió điều hòa ở trên. Đây thì chắc là cái đèn nhưng mà cắm bao giờ. Ok, và đó là những cái gì mình muốn chia sẻ nhanh với các bạn về chiếc Hyundai Palisade. Một cái chiếc xe đang có một cái mức giá có thể nói là tương đối bất ngờ. Nếu như mà chúng ta chọn phiên bản tiêu chuẩn và 7 ghế thì mức giá nó chỉ loanh quanh khoảng hơn 1 tỷ tư thôi. Và nếu như các bạn chọn full option và phiên bản 6 ghế captain thì nó khoảng hơn 1 tỷ rưỡi, gần 1 tỷ 6. Thì thực sự đây là một cái mức giá tương đối bất ngờ cho một cái chiếc xe như thế này tại thị trường Việt Nam. Và rất là khó để mà gọi là so sánh cái chiếc xe này một cái chiếc xe nào cùng phân khúc cả. Trước đây thì mình đã từng nghĩ là đây là cái chiếc xe sẽ đối đầu trực tiếp với cả chiếc Ford Explorer. Thế nhưng mà với cái mức giá này thì thậm chí là cái chiếc xe này sẽ chiến đấu với cả Ford Everest nữa mất. Vậy thì các bạn nghĩ thế nào về chiếc Palisade, một cái chiếc xe gia đình cao cấp tiệm cận sang, thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhá. Và có lẽ là mình sẽ có thêm một cái video để chạy thử cái chiếc xe này nữa. Hên xui thì nếu như mà có thì các bạn hãy cùng chờ đón video này nhá. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe Đường Hai Chiều, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Còn chiếc Custine nữa đấy.